Kênh Combo Món Ăn xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem video. Món ăn hôm nay Combo Món Ăn chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cách làm món bề gà xào chua ngọt. Món này nấu rất là đơn giản nhưng ăn rất là ngon luôn, và có thể dùng là món này để làm bồ nhậu cũng rất là tuyệt vời. Và đây là tất cả các nguyên liệu để mình làm cái món ăn này nha. Thì mình có ở đây là 3 bộ mề gà, và trong đây thì có gan, tim, cọc và thận nha. Thì khi mua thì nhờ người ta làm luôn cái phần màu vàng của cái mề gà này nha. Còn nếu không thì mình mua về mình phải chẻ ra và lấy cái phần màu vàng ngay chỗ cái mề gà đó ra. Tim thì các bạn khi rửa nhớ chẻ đôi ra và rửa cái phần máu đông nha, cho nó sạch. Mình cho muối và chanh vào để mình bóp và rửa lại với nước sạch nha. Mình bóp với muối và chanh để khử mùi hôi, sau đó rửa lại với nước và vớt ra để ráo nha. Mình có 5 thiết tỏi và 2 chiếc ớt hiểm nha. Và mình có 1 lát khóm 200g nha. 1 củ hành tây 200g. 2 trái cà chua là 250g. Và rau cần là 50g và 20g hành lá nha. Và bây giờ mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu nha. Và tỏi thì mình sẽ băm nhỏ ra. Hai chiếc ớt thì mình cũng sẽ băm nhỏ ra luôn nha. Bây giờ mình sẽ cắt hành tây nha. Hành tây thì mình sẽ bổ đôi ra. Và mình sẽ cắt muối câu nha các bạn. Cắt hành tây xong rồi á thì mình sẽ cho qua dĩa và mình tách lớp ra nha. Cà chua thì mình cũng sẽ bổ đôi ra, sau đó cắt muối câu luôn nha. Thì miếng nào dày các bạn chia làm 3, miếng nào mỏng thì mình chia làm 2 nha. Miếng khóm thì mình sẽ chẻ đôi ra cho nó nhỏ lại, sau đó cắt theo những cái khứa đã có sẵn trên miếng khóm nha. Còn tây và hành lá thì mình sẽ cắt cho độ dài khoảng tầm 3 đến 4 cm. Phần mề gà thì bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra cho nó vừa ăn nha. Phần gan thì nó rất là mềm và nó dễ chín và nó dễ bị nát khi xào nữa, nên các bạn cắt hơi to chút xíu. Thận và tim thì nhỏ rồi nên mình không cần cắt nữa nha. Rồi thì mình cho vào tô lại và mình sẽ đem đi ướp gia vị nha các bạn. Mình ướp vào đây 1/2 muỗng đường, 1/5 muỗng bột ngọt nha, 1/5 muỗng tiêu xay nha. Ướp vào đây thêm 1 muỗng nước mắm nữa. Và mình cho hết ớt vào luôn nha. Tỏi băm mình cho vào đây 1/2 nha, ướp cho nó thơm. Trộn đều lên cho phần mề gà được thấm nha. Đây là ngũ vị hương nha, mình cho vào 1/4 muỗng cho món ăn được thơm nha. Rồi trộn đều lên và mình để đây ướp 10 phút cho thấm gia vị, sau đó mình đem đi xào nha.
Ướp đã đủ thời gian rồi, các bạn cho vào chảo một ít dầu ăn, bật bếp lên cho dầu nóng rồi mình cho phần thổi băm còn lại vào để phi vàng cái phần thổi này nha. Khi mà thấy tỏi đã vàng và thơm lên rồi, mình cho hết lòng mè gà vào để mình xào nha. Bây giờ mình xào đều tay để cho món ăn được chín đều. Khi mà món ăn đã chín được 80% rồi các bạn, thì mình sẽ cho hết các nguyên liệu còn lại vào để xào chung nha. Và bây giờ tiếp tục xào đều lên để cho những cái nguyên liệu khác nó thấm gia vị và nó chín luôn nha. Mình xào sơ chút xíu thôi, rồi mình sẽ nêm gia vị lại cho nó vừa ăn nha. Mình đem vào đây 1/2 muỗng đường và 1/4 muỗng bột ngọt nha. Thêm vào đây là 1,5 muỗng nước mắm. Và tiếp tục trộn đều lên cho món ăn đều gia vị nha các bạn. Thì lúc cho các nguyên liệu này vào thì món xào của mình nó sẽ không có nước, nó hơi khô. Các bạn xào chút xíu thì các bạn sẽ thấy nè, phần cà chua và khóm nó sẽ ra nước, nên món ăn mình sẽ không có khô lắm nha. Và cuối cùng là cho cần tây và hành lá vào nữa là xong. Trộn đều lên cho cái rau cần và hành tây chín thì mình sẽ tắt bếp luôn nha. Mùi ngũ vị hương á, nó làm cho cái món ăn dậy mùi thơm lên rất là thơm luôn á. Và món ăn như vậy là được rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn nha. Món ăn nóng hổi thơm ngon, rất hấp dẫn luôn. Giờ mình ăn thử một miếng mè gà nha các bạn, coi gia vị nó như thế nào. Cho món ăn ra ngoài dĩa thì mình rắc thêm một ít hạt tiêu lên cho nó ngon nha. Thì món ăn của mình mới ăn xong á, thì cái mè gà nó giòn và nó rất là ngon luôn. Và gia vị rất là vừa ăn nha. Ăn cùng với rau củ quả thì nó chua chua ngọt ngọt, ăn rất là tuyệt vời luôn á các bạn. Và nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ chia sẻ video này và nhấn chuông để khi mình ra video sẽ thông báo đến cho các bạn biết nha. Giờ mình tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn tiếp theo nha.